Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động .com. Hàng ngày chúng ta sử dụng rất là nhiều cái tài khoản và các ứng dụng, ví dụ như Zalo, Facebook, Gmail v.v. Và với cái tính năng tiện lợi cho người dùng đó là tự động ghi nhớ cũng như là tự động đăng nhập lần sau, khiến cho chúng ta gặp cái khó khăn đó là lâu ngày chúng ta không có nhập lại mật khẩu và mình quên mất cái mật khẩu. Thì hôm nay trên một hướng dẫn sử dụng của kênh YouTube Thế Giới Động .com sẽ hướng dẫn các bạn một loạt series các cái video về cách lấy lại các cái mật khẩu của các cái tài khoản ứng dụng nha các bạn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại việc lấy lại mật khẩu Zalo. Để lấy lại mật khẩu Zalo, các bạn cũng sẽ thực hiện những cái thao tác đơn giản sau đây. Đầu tiên các bạn cần mở ứng dụng Zalo của mình lên, rồi sau đó thì bấm vào phần đăng nhập bình thường. Lúc này nó đã hiển thị cái số điện thoại đăng ký Zalo của các bạn, yêu cầu các bạn nhập mật khẩu để đăng nhập. Các bạn để ý ở phía dưới chữ đăng nhập, chúng ta sẽ thấy có chữ lấy lại mật khẩu, các bạn chạm vào đây. Rồi lúc này nó yêu cầu các bạn là nhập số điện thoại hoặc là username để nhận cái mã xác thực tài khoản. Các bạn kiểm tra lại xem số điện thoại mình đã chính xác chưa. Nếu đúng số điện thoại đăng ký Zalo rồi, các bạn bấm vào chữ tiếp tục. Bây giờ nó yêu cầu chúng ta xác nhận lại số điện thoại một lần nữa. Nó thông báo là chúng tôi sẽ gửi tin nhắn chứa mã kích hoạt tới số điện thoại trên. Vui lòng xác nhận số điện thoại này là đúng. Nếu đúng các bạn chọn xác nhận, nếu sai các bạn chọn thay đổi để nhập lại. Ở đây số điện thoại của mình đã đúng, mình chọn xác nhận. Rồi bây giờ nó sẽ hiện lên một cái giao diện và yêu cầu mình điền 4 cái ký tự. 4 ký tự này sẽ được tự động gửi tới từ tổng đài. Đây, Zalo có thông báo đây. Các bạn sẽ vuốt xuống, thấy một cái tin nhắn của Zalo gửi tới và yêu cầu là nhập mã 5716 để truy cập ứng dụng. Nhập 5716. Rồi sau đó thì bấm tiếp tục. Sau khi các bạn đã nhập thành công cái mã xác nhận rồi thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện mới, yêu cầu các bạn tạo mật khẩu và thông báo là đăng nhập thành công. Bây giờ các bạn chọn vào cái mục tạo mật khẩu để mình tạo một cái mật khẩu mới nha các bạn. Rồi mình sẽ tạo mật khẩu mới cho mình. Rồi các bạn có thể là chọn phần hiển thị mật khẩu để mà mình kiểm tra cho nó chính xác ha. Các bạn nhập lại mật khẩu ở phía dưới giống như trên. Sau khi xong các bạn chọn vào chữ cập nhật. Lúc này Zalo sẽ hiện lên cái thông báo là cập nhật thành công và nhắc mình là sử dụng mật khẩu mới để cho những lần đăng nhập tiếp theo. Các bạn chỉ việc là bấm vào hoàn tất nữa là xong. Rồi bây giờ thì Zalo của bạn đã được đăng nhập lại bình thường các bạn ha. Mọi nội dung danh bạ cũng như tin nhắn Zalo của mình thì đều còn đầy đủ hết. Cái trường hợp mà thay đổi mật khẩu này nó còn hữu ích trong cái trường hợp là khi các bạn mua một cái sim mới về, và thông thường thì nhà mạng sau 3 đến 6 tháng các bạn không sử dụng, nhà mạng sẽ hủy cái sim đó và bán cho người sau. Thì nếu mình là người sau mua chúng cái sim mà đã đăng ký Zalo rồi, các bạn sẽ không thể đăng ký lại Zalo mới nữa, cho nên các bạn sẽ phải thực hiện cái thao tác và lấy lại mật khẩu này, sau đó thì xóa tài khoản Zalo và mình đăng ký tài khoản Zalo mới. Vừa rồi là một vài thao tác đơn giản để giúp các bạn đổi mật khẩu Zalo. Nếu như trong quá trình thao tác có thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ tới tổng đài là 1800 1763 để được hướng dẫn thêm các bạn nhé. Nếu thấy video hay, các bạn có thể là chia sẻ lên kênh Facebook cá nhân của mình để bạn bè cũng như là người thân cùng xem nhé. Đừng quên like cũng như là đăng ký kênh của Thế Giới Động.com để có thể là đón xem những video tiếp theo nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.